Việc kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Sau khi kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực gồm 18 thành viên do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành quyết định về việc phân công kiêm giữ chức Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực kiêm giữ chức Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Bà Trương Thị Mai sinh năm 1958, quê quán Quảng Bình, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 và 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 và 13, đại biểu Quốc hội liên tục 5 khóa từ khóa 10 đến khóa 15. Trước khi làm trưởng ban tổ chức Trung ương, bà Trương Thị Mai đã trải qua các chức vụ như Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên của Quốc hội khóa 11, Ủy viên Ban thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa 12 và 13, trưởng ban dân vận Trung ương. Cùng với quyết định trên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định về việc phân công giữ chức Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Theo đó, Bộ Chính trị phân công ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, kiêm giữ chức Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Ông Lê Minh Hưng sinh năm 1970, quê quán Hà Tĩnh. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Trước khi giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng, ông Lê Minh Hưng từng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sau khi kiện toàn, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực gồm 18 thành viên do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban. Trước đó có 11 ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, 7 ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương là trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Ngoài ra Ban chỉ đạo còn có 5 phó trưởng ban khác. Ngày 16 tháng 9 năm 2021, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực ký ban hành quy định số 32 QĐTU quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực, thay thế quy định số 211 QĐTU ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị khóa 12 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Trên đây chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn một số thông tin về kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi.